Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ tư ngày 9 tháng 5. Và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2018. Lễ phát động tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2018. Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên đặt thành công stent cho bệnh nhân u đường mật đầu tiên. Cần nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và người lao động cho đảm bảo an toàn lao động. Sáng nay, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng Liên đoàn Lao động tỉnh đã đi thăm hỏi động viên và tặng quà các đoàn viên công đoàn tiêu biểu nhân tháng công nhân năm 2018. Thăm làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn dệt nhuộm Gia Sam, khu công nghiệp Phố Núi B, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao vai trò của các doanh nghiệp trong việc thực hiện tốt các chế độ chính sách của nhà nước đối với người lao động, đồng thời biểu dương những công nhân tiêu biểu, công nhân có nhiều sáng kiến trong lao động sản xuất, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, tăng năng suất lao động, làm lợi về kinh tế cho doanh nghiệp. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn người lao động tiếp tục nâng cao tay nghề, phát huy tinh thần hăng say trong phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo. Doanh nghiệp cần quan tâm hơn nữa tới tổ chức công đoàn, cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm an toàn lao động, chế độ chính sách tạo việc làm ổn định cho người lao động, đồng thời tổ chức đối thoại định kỳ với người lao động để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của họ, từ đó thúc đẩy sản xuất của doanh nghiệp, nâng cao thu nhập cho người lao động, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương. Nhân tháng an toàn vệ sinh lao động, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã tặng 15 suất quà cho các công nhân là đoàn viên công đoàn tiêu biểu xuất sắc trong hoạt động sản xuất và trồng cây lưu niệm tại khuôn viên công ty. Sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018 và hưởng ứng ngày truyền thống phòng chống thiên tai Việt Nam 22 tháng 5. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2017, góp phần giảm thiệt hại do các hiện tượng thời tiết xấu gây ra. Nhiệm vụ trong năm 2018, đồng chí yêu cầu các ngành địa phương trong tỉnh không được lơ là, chủ quan. Dù nhiều năm nay tỉnh Hưng Yên không có bão lớn đổ bộ trực tiếp, nhưng diễn biến bão lũ ngày càng thất thường, vì vậy mọi phương án trang thiết bị phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn phải luôn ở trạng thái sẵn sàng cao nhất, kịp thời ứng phó trong mọi tình huống. Để làm tốt điều này, đòi hỏi các ngành thành viên liên quan phải thường xuyên kiểm tra đôn đốc, tránh tình trạng nói nhiều nhưng làm ít, mọi việc phải đi vào chi tiết cụ thể, tổ chức điều hành bơm cạn nước chống bão úng linh hoạt, khoa học và hiệu quả. Đi cùng với đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kế hoạch 93A về xử lý công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, trên hệ thống giao thông thủy lợi tiêu thoát nước, trong đó phải xử lý nghiêm công trình sai phép của cán bộ đảng viên trước, không có vùng cấm trong xử lý, xác định rõ nếu công trình xây dựng vi phạm dù là của ai đều phải xử lý. Gắn chặt công tác quản lý với trách nhiệm của người đứng đầu địa phương đơn vị nếu để xảy ra sai phạm. Về nhiệm vụ cụ thể trước mắt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu ngành nông nghiệp, hạt quản lý đê điều sớm khắc phục tình trạng đào đất ven đê trái phép ở xã Tống Chân, huyện Phù Cử, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân không làm tốt công tác quản lý khi để xảy ra sự việc này, có báo cáo cụ thể gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành thành lập ngay hai đoàn kiểm tra toàn diện về công tác quản lý đất đai, khai thác cát, bến bãi trên phạm vi toàn tỉnh và đoàn kiểm tra về sử dụng đất đai, nước, tái chế nhựa ở làng nghề Minh Khai thuộc thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, thời gian qua công tác quản lý các doanh nghiệp khai thác cát, sản xuất gạch bộc lộ nhiều lỗ hổng, gây thất thoát lớn nguồn thuế nhà nước, yêu cầu lực lượng công an lập các chốt kiểm tra đối với xe vận chuyển cát vi phạm pháp luật. Với tàu khai thác cát trái phép phải kiên quyết thu giữ chứ không thể xử phạt tiền rồi lại thả tàu. Sáng nay,
Tổ kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Trần Quốc Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm tổ trưởng đã tổ chức kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 và một số nghị quyết kết luận của Tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 tại huyện Ân Thi. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu trong công tác xây dựng Đảng huyện Ân Thi cần nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư cấp ủy, đặc biệt là đội ngũ bí thư chi bộ, tăng cường đánh giá luân chuyển cán bộ, chú trọng phát triển đảng viên trong chi bộ doanh nghiệp, phân công đảng viên nắm địa bàn cơ sở, tăng cường mối quan hệ giữa bí thư chi bộ và trưởng thôn. Trong phát triển kinh tế xã hội, cần chú trọng công tác quy hoạch trong phát triển mạng lưới khu cụm công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, đổi mới cơ chế tiếp nhận đầu tư, đẩy mạnh chuyển đổi diện tích canh tác kém hiệu quả sang trồng cây chăn nuôi hiệu quả kinh tế cao, tiếp tục huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới. Sáng nay, tại nhà văn hóa huyện Văn Lâm, Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tỉnh tổ chức lễ phát động hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2018 với chủ đề chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp. Sự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tỉnh. Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh đảm bảo điều kiện và môi trường lao động lành mạnh là một trong những yêu cầu quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần đảm bảo an toàn trong lao động cũng như giảm và ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Vì vậy, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cần thực hiện nghiêm túc kế hoạch tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2018. Phải duy trì đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn và thực hiện các chính sách chế độ tiêu chuẩn quy chuẩn về an toàn vệ sinh lao động tới chủ doanh nghiệp người lao động. Các ngành chức năng phải tăng cường kiểm tra thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, tạo môi trường làm việc tốt cho người lao động, chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2017. Khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên vừa tiến hành thành công kỹ thuật đặt stent đường mật cho một bệnh nhân u đường mật. Đây cũng là ca bệnh u đường mật đầu tiên được ứng dụng kỹ thuật này. Bệnh nhân là ông Vũ Quang Hiến, 69 tuổi, trú tại xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ. Ông Hiến nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, chán ăn, sút cân, vàng da, vàng mắt, sốt cao và đau vùng mạn sườn phải. Bệnh nhân đã được chụp cắt lớp và chẩn đoán bị u đường mật với các dây tĩnh mạch đang phình to, có nguy cơ vỡ rất cao. Bệnh nhân đã trải qua hai tiểu kỳ của kỹ thuật là xông dây dẫn lưu đào thải mật bẩn và đặt stent đường mật. Ngay sau phẫu thuật, bệnh nhân đã hồi phục sức khỏe, có thể sinh hoạt bình thường. Đây là một trong những kỹ thuật đã được bệnh viện tiếp nhận từ Bệnh viện Bạch Mai năm 2016. Đây là phương pháp điều trị tạm thời với mục đích lập lại lưu thông dịch mật từ gan xuống tá tràng, ngăn ngừa các biến chứng do hậu quả của tình trạng tắc mật, giúp kéo dài thời gian sống cũng như chất lượng sống của người bệnh. Nhân kỷ niệm 155 năm Ngày Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Quốc tế mùng 8 tháng 5, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế huyện và Hội Chữ Thập Đỏ huyện Yên Mỹ tổ chức khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho các em học sinh trường tiểu học Trung Hòa 1, huyện Yên Mỹ. Tại đây, 250 em học sinh được các y bác sĩ tư vấn hướng dẫn nhận biết, phòng ngừa một số bệnh thường gặp và khám các bệnh như tai mắt mũi họng. Sau khi được khám bệnh và tư vấn sức khỏe, mỗi em được nhận một suất quà và thuốc. Ngoài ra, tại chương trình, đoàn đã trao tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng cho các em học sinh nghèo, vượt khó học giỏi. Góp phần động viên các em khắc phục khó khăn, vươn lên trong học tập, rèn luyện. Cũng trong buổi khám bệnh, các em học sinh còn được cán bộ Hội Chữ Thập Đỏ hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng. Đây là một điểm mới trong quy trình khám chữa bệnh của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh. Với tinh thần nhân đạo, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh sẽ tiếp tục nhân rộng các chương trình thiện nguyện, tương thân tương ái như thế này đến với các em học sinh. Ngày 8 tháng 5, tức ngày 23 tháng 3 âm lịch, Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến đã tổ chức khai mạc lễ hội Đền Thiên Hậu nhân kỷ niệm ngày sinh của Đức Thiên Hậu Thánh Mẫu.
Đền Thiên Hậu tọa lạc trên đường Trưng Trắc, phường Quang Trung là di tích trong quần thể di tích thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến, được người dân tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc ngụ tại Phố Hiến xây dựng vào thế kỷ 17. Đền thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu Lâm Tức Mặc, người làng Bồ Điền, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Theo Đại Thanh Nhất Thống Chí, bà là người có phép thuật cứu dân qua nạn đói, dẹp giặc biển giúp ngư dân ra khơi an toàn. Đền Thiên Hậu có kiến trúc độc đáo mang đậm màu sắc kiến trúc Trung Hoa. Đây là một trong số rất ít công trình kiến trúc cổ của người Trung Hoa ở Phố Hiến còn lại tới ngày nay. Hiện tại, đền còn lưu giữ 72 thánh tích và 32 sắc phong của các triều đại. Hàng năm, đền mở hội vào ngày 23 tháng 3 và mùng 9 tháng 9 âm lịch để tưởng nhớ ngày sinh và ngày hóa của Thiên Hậu Thánh Mẫu. Hiện nay, lúa đang trong giai đoạn làm đồng, một số diện tích cấy sớm đã bắt đầu thấp thoi chỗ. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng, nhiệt độ không khí cao kèm theo mưa những ngày vừa qua là điều kiện thuận lợi để một số nấm bệnh và sâu bệnh gây hại phát triển. Để phòng trừ hiệu quả ở giai đoạn này, nhiều bà con đã sử dụng sản phẩm tin super để phun cho lúa. Nhằm giúp cho bà con lựa chọn đúng sản phẩm, chúng tôi xin hướng dẫn biện pháp nhận diện sản phẩm tin super. Tin Super 300EC là thuốc trừ nấm bệnh phổ rộng, thấm sâu nhanh và lưu dẫn mạnh, kiểm soát hiệu quả cao bệnh lem lép hạt, vàng lá, đốm vằn, là giải pháp phòng trị bệnh lem lép hạt được ưa chuộng nhất trên thị trường hiện nay. Tuy nhiên, do chưa nhận biết đúng nên nhiều bà con đã mua phải sản phẩm không chính hãng, gây lãng phí và tốn kém. Tôi thấy trên ruộng nhà mình là có những cái đối tượng như là khô vằn, rồi là khô sâu quấn lá, rồi thỉnh thoảng có lác đác có sâu đục thân nữa. Sau khi thấy bệnh ruộng nhà mình như thế thì mình đi đến đại lý để mua thuốc phòng trừ. Tôi mong muốn là đại lý bán cho các bà nông dân, là các bà con là thuốc thật để cho chúng tôi là phòng trừ được sâu bệnh được hiệu quả. Sản phẩm tin Super 300EC chính hiệu đặc trị sâu đục thân, sâu cuốn lá, hạn chế mật độ dày nâu, thấm sâu nhanh, lưu dẫn mạnh, hiệu quả cao, hiệu lực kéo dài 2 tuần, an toàn cho môi trường. Do vậy, để lựa chọn đúng sản phẩm, bà con cần lưu ý. Qua rất nhiều năm thì bà con chúng ta đều thấy rằng là cái tin Super 300EC là một cái sản phẩm mà đặc trị không chỉ là cái bệnh lem lép hạt trên lúa, bệnh khô vằn và bệnh vàng lá. Thế tuy nhiên thì rất nhiều bà con chúng ta vẫn có cái sự nhầm lẫn hay là chưa nhận biết được chính xác cái sản phẩm tin Super 300EC, và để giúp cho bà con chúng ta nhận biết được các cái dấu hiệu khi bà con ta lựa chọn sản phẩm tin Super 300EC thì bà con chúng ta lưu ý một số cái thông tin. Thứ nhất là bà con chúng ta lưu ý là lựa chọn đúng cái tên thuốc là tin super và có duy nhất một cái hàm lượng là 300EC, và cái bên góc trái của cái sản phẩm là nó có cái hình mặt trời và cái hình bông lúa. Đây là những cái dấu hiệu mà để bà con chúng ta nhận biết được sản phẩm chính hiệu tin super 300EC, và đây là một sản phẩm của Xin Nhân Ta. Đối với Xin Nhân Ta thì tin super 300EC là một cái giải pháp số 1 để phòng trừ cái bệnh lem lép hạt, vàng lá cũng như là bệnh khô vằn ở trên cây lúa ở trong giai đoạn hiện nay. Hy vọng bà con nông dân sẽ lựa chọn mua đúng sản phẩm tin super chính hãng, giúp phòng trừ hiệu quả nấm và sâu bệnh, đem lại năng suất chất lượng cao nhất khi thu hoạch. Thưa quý vị và các bạn, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe cho người lao động, mà còn góp phần tăng năng suất chất lượng trong sản xuất của mỗi doanh nghiệp. Nhận thức được vấn đề này, tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng quan tâm nghiêm túc, thực hiện đúng quy định. Công ty cổ phần thép Việt Ý tại khu công nghiệp Phố Nối A, Hưng Yên chuyên sản xuất các sản phẩm thép phục vụ công trường xây dựng. Môi trường làm việc nặng nhọc, nhiệt độ cao, tiếng ồn lớn, nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động. Nhận thức được vấn đề đó nên nhiều năm nay, ngoài việc quan tâm đảm bảo chế độ ăn nghỉ, khám chữa bệnh cho người lao động, cải thiện điều kiện môi trường làm việc, công ty đã thành lập hội đồng an toàn vệ sinh lao động, triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo an toàn lao động tại công ty. Công ty đã duy trì cái đội an toàn vệ sinh viên thì có nhiệm vụ là thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc các cán bộ công nhân viên trong công ty thực hiện đúng các quy định về an toàn cho công ty. Để đảm bảo công tác an toàn vệ sinh lao động, chỉ tính riêng năm 2017 vừa qua, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp tư vấn tổ chức huấn luyện định kỳ về công tác an toàn lao động, sơ cấp cứu nạn nhân bị tai nạn lao động cho trên 10.000 lượt người, tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho trên 200 cán bộ phụ trách tại đơn vị doanh nghiệp. Đến nay, toàn tỉnh cũng đã có trên 350 doanh nghiệp thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên với 3.000 thành viên, 55 doanh nghiệp thành lập hội đồng an toàn vệ sinh lao động theo quy định.
Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, từ năm 2017 đến nay, trên địa bàn tỉnh ta đã xảy ra 118 vụ tai nạn lao động, làm 8 người chết, 110 người bị thương, trong đó có 15 người bị thương nặng. Giảm 9 vụ, giảm 2 người chết so với năm 2016. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vụ xảy ra rất nghiêm trọng mà nguyên nhân chủ yếu là do người lao động vi phạm biện pháp an toàn, quy trình vận hành các thiết bị máy móc. Doanh nghiệp sử dụng lao động chưa tuân thủ đảm bảo những quy định đối với người lao động, nhất là công tác tập huấn về an toàn vệ sinh lao động. Điển hình là vụ tai nạn xảy ra vào ngày 12 tháng 5 năm 2017 ở một xưởng sản xuất hạt nhựa thuê tại công ty Thái Hà Hưng, xã Bạch Sam, huyện Mỹ Hào đã làm một công nhân rơi vào máy nghiền nhựa tử vong. Hay vụ tai nạn xảy ra vào ngày 27 tháng 11 tại công ty cổ phần chế biến nông sản Hưng Việt ở xã Quang Vinh, huyện Ân Thi. Trong lúc hàn khung thép nhà xưởng, do bất cẩn, một công nhân đã bị ngã từ độ cao 15m xuống đất tử vong. Qua công tác thanh tra kiểm tra thì chúng tôi thấy còn tồn tại rất nhiều những cái hạn chế. Có một số các doanh nghiệp là cũng rất là đông các cái số lao động, nhưng mà cũng gần như các cái cán bộ làm cái công tác chuyên về an toàn lao động là chưa có nhiều, chưa bố trí được, mà chủ yếu là những cái cán bộ mà đều kiêm nhiệm cái tổ chức công tác này. Công tác huấn luyện cho người lao động, một số các doanh nghiệp vẫn mang tính chất là chống chế, tức là làm để cho có, nó chưa được thực chất, chưa được coi như là đúng quy trình, chế độ báo cáo định kỳ, thế rồi là báo cáo các cái công tác an toàn vệ sinh lao động thì cũng chưa thực hiện nghiêm túc. Thực tế cho thấy tai nạn lao động cháy nổ không chỉ gây thiệt hại về vật chất sức khỏe cho chủ doanh nghiệp và người lao động, mà còn là nguyên nhân dẫn đến các bệnh nghề nghiệp gánh nặng cho xã hội. Thiết nghĩ bên cạnh việc các cấp ngành hữu quan tập trung kiểm tra, giám sát, đôn đốc tổ chức cho các đơn vị doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định của nhà nước, của tỉnh về an toàn vệ sinh lao động, mỗi doanh nghiệp cần thực hiện cải thiện điều kiện làm việc an toàn, giảm ô nhiễm môi trường nhằm bảo đảm sức khỏe cho người lao động, phòng tránh tai nạn xảy ra. Bởi thực hiện tốt công tác này không chỉ đảm bảo ổn định sản xuất mà còn tiết kiệm được chi phí, thúc đẩy doanh nghiệp ngày càng phát triển. Vào khoảng 21 giờ 23 phút ngày 8 tháng 5, tại huyện Khoái Châu đã xảy ra lốc xoáy làm đổ 5 cột điện cao thế, khiến mất điện 6 xã và thiệt hại hoa màu của nhân dân. Lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 5 cột điện cao thế trên địa bàn thôn Yên Khê, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu bị đổ, khiến mất điện cấp cho 44 trạm biến áp hạ áp của 6 xã gồm Việt Hòa, Nhuế Dương, Thành Công, Thuần Hưng, Đại Hưng và Chí Tân. Điện lực Khoái Châu đã tổ chức cắt điện ngay khi sự cố thiên tai xảy ra, đồng thời tổ chức phương án khắc phục sự cố. Dự kiến thời gian khắc phục đến hết đêm ngày 9 tháng 5 và sẽ cấp điện trở lại cho nhân dân. Thiệt hại do cơn lốc gây ra ước tính trên 300 triệu đồng. Ngoài thiệt hại đối với công trình điện thì nhiều diện tích cây hoa màu như chuối, cam, bưởi của nhân dân cũng bị thiệt hại khá nặng với diện tích vài chục hecta. Vào khoảng 22 giờ 40 phút ngày 7 tháng 5, các trinh sát đội cảnh sát hình sự công an huyện Phù Cừ đã kịp thời phát hiện và bắt quả tang tại nhà kho của gia đình Tống Văn Mẫu, sinh năm 1976 ở thôn Tống Xá, xã Tống Phan, huyện Phù Cừ, có 4 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh liêng, sát phạt nhau bằng tiền. Các đối tượng gồm Bùi Đăng Vinh sinh năm 1994, Nguyễn Quang Huy sinh năm 1989 đều ở xã Đoàn Đào, Phạm Văn Hiền sinh năm 1987 và Doãn Văn Phong sinh năm 1985 ở xã Tống Phan. Khám xét tại chỗ và trên người các đối tượng, lực lượng công an thu giữ tổng số tiền 18 triệu 470.000 đồng, 3 điện thoại di động, 3 xe máy các loại cùng nhiều vật chứng liên quan đến hành vi đánh bạc. Được biết, trong số đối tượng trên thì Mẫu và Phong là đối tượng đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện công an huyện Phù Cừ đang tạm giữ các đối tượng, tiếp tục điều tra làm rõ vai trò của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo bà con nhân dân xã Xuân Quan, huyện Văn Giang. Qua cuộc vận động đã tạo nên những kết quả tích cực, không chỉ làm cho đời sống vật chất mà đời sống văn hóa, tinh thần của người dân trên địa bàn cũng được nâng lên rõ rệt. Đây là con đường trục xã chạy qua thôn 1 xã Xuân Quan, dài khoảng 500m, chiều rộng trung bình 5m, được hoàn thành vào cuối năm 2017, có sự đóng góp không nhỏ của bà con nhân dân trong thôn. 42 hộ sống trên trục đường đã hiến 300m2 đất thổ cư và người dân trong thôn ủng hộ 245 triệu đồng để làm lại tường tàu cho các hộ tháo dỡ. Và mặt trận thôn đến động viên gia đình nhà tôi hiến đất thì gia đình nhà tôi đất thì cũng quá chật, nhưng mà tôi xung phong ngay từ họp đầu tiên vì cộng đồng, vì con cái tương lai chúng tôi mà chúng tôi hiến ở đây chúng tôi cũng lại dùng. Điều đáng nói là phần lớn đảng viên người cao tuổi trong xã không chỉ gương mẫu thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh mà còn là những hạt nhân vận động con cháu, gia đình, quần chúng nhân dân cùng tham gia phong trào của địa phương. Nói về chủ trương pháp luật, làm thế nào các con sẽ thực hiện cái pháp luật của nhà nước nghiêm minh. Tôi thì bất kỳ dân tổ chức tham gia thì tôi sẽ sẵn sàng tham gia và ủng hộ. Đối với Xuân Quan chúng tôi thì cán bộ đảng viên là những người gương mẫu đi đầu trước, trực tiếp là bản thân, gia đình, các đồng chí cán bộ đảng viên, thậm chí kể cả cán bộ chủ chốt của xã cũng tự nguyện hiến đất để mở rộng các tuyến đường để phục vụ cho phát triển kinh tế. Hiện nay là cái phong trào hưởng ứng hiến đất để làm các cái tuyến đường để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp thì có thể nói là rộng khắp trên toàn cái địa bàn xã Xuân Quan. Bên cạnh tích cực hưởng ứng các phong trào của địa phương, người dân xã Xuân Quan còn tích cực phát triển kinh tế làm giàu, nhiều mô hình hoa cây cảnh đem lại giá trị kinh tế hàng tỷ đồng mỗi năm. Phát huy tinh thần đoàn kết của đảng ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn xã, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh đã đạt được nhiều kết quả. Hiện toàn xã có 10 trên 12 thôn được công nhận làng văn hóa. Năm 2017 là mới được 5.000 m2 đường bê tông, thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng một năm.